Bài 1. Nước Văn Lang. Khoảng 700 năm trước công nguyên, ở khu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả, nơi người Lạc Việt sinh sống, nước Văn Lang đã ra đời. Kinh đô đặt ở Phong Châu, Phú Thọ. Đứng đầu nhà nước có vua, gọi là Hùng Vương. Giúp vua Hùng cai quản đất nước có các Lạc Hầu, Lạc Tướng. Vua, Lạc Hầu, Lạc Tướng thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội. Dân thường thì được gọi là lạc dân. Tầng lớp thấp kém, nghèo hèn nhất là nô tỳ. Em hãy xác định trên lược đồ hình 1 những khu vực mà người Lạc Việt đã từng sinh sống. Xã hội Văn Lang có những tầng lớp nào? Em thử vẽ sơ đồ thể hiện các tầng lớp đó. Dựa vào các hiện vật người xưa để lại, các nhà sử học cho biết dưới thời các vua Hùng, nghề chính của lạc dân là làm ruộng. Họ trồng lúa, khoai, đỗ, cây ăn quả, rau và dưa hấu. Họ cũng biết nấu xôi, gói bánh chưng, làm bánh dày, nấu rượu, làm mắm, vân vân. Ngoài ra, người Lạc Việt còn biết trồng đay, gai, trồng dâu, nuôi tầm, ươm tơ, dệt vải. Họ cũng biết đúc đồng làm giáo mát, mũi tên, lưỡi rìu, lưỡi cày, vòng tay, hoa tai, trống, chiên, lục lạc, vân vân, nặng nồi niêu, đan rổ, rá gùi nông, đan thuyền nan, đóng thuyền gỗ, vân vân. Người Lạc Việt ở nhà sàn để tránh thú dữ và họp nhau thành các làng bản. Họ thờ thần đất, thần mặt trời. Người Lạc Việt có tục nhuộm răng đen, ăn trầu, búi tóc, cạo trọc đầu, vân vân. Phụ nữ thích đeo hoa tai và nhiều vòng tay bằng đá, đồng. Những ngày hội làng, mọi người thường hóa trang, vui chơi, nhảy múa theo nhịp trống đồng. Các trai làng đua thuyền trên sông hoặc đấu vật trên những bãi đất rộng. Nước Văn Lang tồn tại qua 18 đời vua Hùng. Khoảng 700 năm trước công nguyên, nhà nước đầu tiên của nước ta đã ra đời. Tên nước là Văn Lang. Vua được gọi là Hùng Vương. Người Lạc Việt biết làm ruộng, ươm tơ, dệt lụa, đúc đồng làm vũ khí và công cụ sản xuất. Cuộc sống ở làng bản giản dị, vui tươi, hòa hợp với thiên nhiên và có nhiều tục lệ riêng. Câu hỏi 1. Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào và ở khu vực nào trên đất nước ta? 2. Dựa vào bài học, em hãy mô tả một số nét về cuộc sống của người Lạc Việt bằng lời, bằng đoạn văn ngắn hoặc bằng hình vẽ. 3. Em biết những tục lệ nào của người Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay?